Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thùy Thảo. Đối với các bé từ 1 tuổi trở lên thì việc bổ sung thêm các sản phẩm canxi để giúp cho con phát triển về chiều cao và xương khớp là một điều rất cần thiết. Bởi vì trong cái giai đoạn này thì để cải thiện cái việc mà phát triển chiều cao của con không chỉ theo gen di truyền mà nó sẽ hỗ trợ đáng kể về cái việc mà thấp lùn của các bé cũng như là giúp cho bé phát triển chiều cao một cách tốt nhất. Thì để bổ sung hàm lượng canxi thì ngoài các việc thực phẩm các bé ăn thì để chọn ra các loại sữa công thức có hàm lượng canxi cao và giúp cho con dễ dàng hấp thụ. Đây là một điều khá đau đầu với các mẹ. Ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ review về top 5 sản phẩm sữa giúp cho bé phát triển chiều cao cũng như là nó sẽ hỗ trợ phát triển về chắc xương khớp cho các bé, được các mẹ tin dùng tại thị trường Việt Nam cũng như là được sự phản hồi của các mẹ tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình sẽ review thật kỹ theo thứ tự sản phẩm từ giá thấp nhất cho đến giá cao nhất cũng như là từng ưu nhược điểm một sản phẩm để các mẹ dễ dàng chọn lựa cho con của mình sản phẩm sữa nào là thích hợp với con cũng như là nó phù hợp với kinh tế gia đình mình nhé. Đầu tiên thì trên tay mình đang cầm đây chính là Deluxe Grow của Vinamilk. Thì nhắc đến cái công ty Vinamilk nó sẽ không còn xa lạ đối với các mẹ đúng không ạ? Một công ty khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như là đây là một cái công ty mà nổi tiếng cũng như là cái chất lượng sản phẩm thì sẽ được đảm bảo hơn rồi. Trên tay mình đang cầm thì bây giờ mình sẽ review về cái hình dạng bên ngoài trước. Chữ Deluxe Grow được in trên một cái nền màu đỏ, có hình hai đứa bé vươn tay như thế này thể hiện cho việc phát triển chiều cao của bé. Và dòng sản phẩm thì trên hộp sẽ ghi đầy đủ từng thành phần bên trong của sản phẩm gồm những gì, về những cái chức năng sản phẩm cung cấp lại cho bé và chứng nhận của Hoa Kỳ. Và sẽ có một cái tem chứng nhận Hoa Kỳ như thế này. Sản phẩm thì sẽ in ngày sản xuất hạn sử dụng ở dưới đáy lon. Và trên nắp thì sẽ có chữ Deluxe, chữ Vinamilk Deluxe và các bạn mở ra bên trong. Cái miếng màng nhôm cũng sẽ có chữ Deluxe Vinamilk. Vì sao mình review về cái hình dạng rất kỹ? Bởi vì trên thị trường Việt Nam cũng có khá nhiều hàng giả hàng nhái và các bạn nên xem thật kỹ về cái hình dạng như thế này để chọn lựa cho con đúng sản phẩm chuẩn nhá. Thì mình đã nói qua về cái hình dạng rồi thì bây giờ mình sẽ đến với ưu điểm. Thì đối với một cái sản phẩm mà nó hỗ trợ phát triển chiều cao và xương khớp cho bé thì đối với sản phẩm này nó bổ sung thêm 30% canxi và hơn 50% vitamin D. Đây là cái tỷ lệ được khuyến nghị của Hoa Kỳ để giúp cho bé phát triển xương khớp và nó sẽ giúp cho bé hấp thụ canxi một cách tốt nhất để bé phát triển chiều cao cũng như là bé phát triển chắc xương khỏe. Sản phẩm này thì nó không chỉ hỗ trợ phát triển chiều cao thì nó cũng giúp cho con lên cân, tăng sức đề kháng và phát triển trí não. Đây là Grow, Deluxe Grow của Vinamilk. Rồi đến với cái sản phẩm thứ hai mà mình đạt top thứ hai trong cái sản phẩm này cũng được các mẹ ưa chuộng và mình đang review theo thứ tự là giá rẻ nhất cho đến cao dần nhá để các mẹ lựa chọn để phù hợp với kinh tế gia đình mình nữa. Đối với cái sản phẩm này thì đến với bởi công ty Nutifood tại thị trường Việt Nam. Thì nhắc đến công ty Nutifood thì nó cũng không còn xa lạ đối với các mẹ đúng không ạ? Một công ty khá nổi tiếng về tất cả những cái sản phẩm chăm sóc cho chăm sóc bé từ bột ăn dặm, từ sữa chua cũng như là các loại sữa tươi rồi. Ở trên tay mình đang cầm thì các bạn sẽ thấy là chữ Grow Plus được in trên một cái nền màu vàng và cái viền bên ngoài là màu đỏ và cái hộp này đặc trưng của nó là lon màu đỏ. Đây là cái góc này các bạn sẽ thấy là cái chứng nhận của Hoa Kỳ về cái chất lượng của sản phẩm và cái hình đứa bé theo chiều từ thấp đến cao để thể hiện được cái sản phẩm này giúp cho con tăng trưởng về chiều cao. Tiếp theo nữa thì mình sẽ thấy là cái ngày sản xuất hạn sử dụng in ở dưới đáy lon và xung quanh hộp thì cũng sẽ ghi đầy đủ từng cái thành phần, từng cái chức năng của sản phẩm để giúp cung cấp cho bé những cái lợi ích như thế nào. Rồi bên trên nắp thì các bạn sẽ thấy là cái chữ Nutifood. Các bạn mở nắp ra bên trong thì đối với cái dòng sản phẩm sữa này, cái muỗng sẽ được trong túi bóng và để trên nắp như thế này. Và bên trong thì cái miếng màng nhôm cũng sẽ được in chữ Nutifood nhé. Đây là về cái hình dạng của dòng sản phẩm Grow Plus của Nutifood này. Về cái ưu điểm của nó thì như mình nói rồi, một cái sản phẩm phát triển về chiều cao thì cái tỷ lệ canxi cũng như là phốt pho trong dòng sản phẩm này khá cao. Đối với sản phẩm này thì cái tỷ lệ canxi là 600 mg trong 100 g bột, phốt pho là 440 mg trong 100 g bột. Đây là cái tỷ lệ theo khuyến nghị của Hoa Kỳ để giúp cho con phát triển chiều cao một cách tốt nhất. Sản phẩm này thì được biết đến, được các mẹ ưa chuộng không chỉ là phát triển chiều cao mà nó cũng giúp cho con cải thiện về cân nặng, về trí não. Và cái nhược điểm của dòng sản phẩm này thì một số mẹ phản hồi lại thì cái vị của sữa nó khá ngọt và các bé không thích
và một số bé sử dụng thì bị gặp tình trạng táo bón. Đấy là cái nhược điểm của dòng sản phẩm sữa Grow Plus của Nutifood này. Đến với cái lon sữa thứ 3 cũng được biết đến là bổ sung hàm lượng canxi khá cao tại thị trường Việt Nam, được các mẹ ưa chuộng và sử dụng cho con của mình. Đây chính là Grow Abbott Hoa Kỳ, một cái sản phẩm khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Và cái lon sữa Grow Abbott này, Abbott Grow này được sản xuất tại Singapore và được nhập khẩu phân phối, và cái công ty nhập khẩu phân phối tại thị trường Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng 3A. Đấy là công ty nhập khẩu phân phối. Thì mình sẽ cho các bạn thấy là trên cái hình dạng sẽ thấy hình chú hươu cao cổ. Thì bất kỳ cái lon sữa nào có hình chú hươu cao cổ là nó đã khẳng định được là cái sản phẩm này hỗ trợ về phát triển chiều cao cho con. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là trên dòng sản phẩm sẽ có bảng thành phần này, từng cái công dụng của sản phẩm và cái ngày sản xuất hạn sử dụng sẽ được dập 2 lần như thế này. Tất cả các dòng sản phẩm của Abbott thì đều được dập 2 lần ngày sản xuất hạn sử dụng. Ở trên nắp thì bên trong của dòng sản phẩm này, mình sẽ mở cho các bạn, thì đây là cái dạng nắp bật nhá. Đối với cái dòng sản phẩm lon lớn này thì nó là dạng nắp bật để cho các bạn dễ dàng chọn lựa, bởi vì trên thị trường đối với các dòng sản phẩm của Abbott cũng có những hàng giả hàng nhái, và bất kỳ cái dòng sản phẩm nào nó chất lượng thì nó sẽ đi kèm với việc là có hàng giả hàng nhái. Nên các mẹ lưu ý để mua cho con nhớ là chọn những cái shop lớn uy tín. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái ưu điểm đầu tiên của dòng sản phẩm này, thì được biết đến là dòng sản phẩm giàu canxi, vitamin D và tỷ lệ canxi phốt pho được theo khuyến nghị của Hoa Kỳ để giúp cho con phát triển chiều cao một cách tốt nhất. Và cái dòng sản phẩm này thì nó không chỉ phát triển chiều cao mà nó cũng giúp cho con phát triển trí não, cân nặng, và nó có chất chống oxy hóa beta carotene. Đây là cái chất để giúp cho bé có thêm hệ miễn dịch và giúp cho bé có hệ miễn dịch rất tốt. Đây là cái dòng sản phẩm Abbott Grow. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ review về một cái dòng sản phẩm được Viện Dinh dưỡng khuyên dùng. Đây chính là Nutrien Grow IQ, một cái sản phẩm khá nổi tiếng và được các viện được Viện Dinh dưỡng khuyên dùng là sử dụng cho bé để hỗ trợ phát triển về chiều cao cũng như là trí não cho con của mình. Mình sẽ nói qua một chút về hình dạng cũng như là cái công ty sản xuất dòng sản phẩm này, cái nguồn nguyên liệu sữa nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là sản phẩm này sữa được nhập khẩu tại New Zealand và công ty sản xuất là Enri Nutrition. Sản phẩm được khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng. Các bạn sẽ thấy tiếp theo là cái ngày sản xuất được in ở dưới đáy lon như thế này. Thì đối với ngày sản xuất mình sẽ để sát lại cho các bạn theo với sản phẩm này cũng có hàng giả hàng nhái nhé. Đầu tiên là sẽ in một cái hàng chữ màu đen ngày sản xuất hạn sử dụng. Sau đấy thì sẽ có một hàng chữ đỏ, hai chữ đỏ đỏ này chính là mã của nhà phân phối. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở trên góc như thế này sẽ có một cái tem ánh bạc. Đây mình sẽ để sát lại cho các bạn xem. Đây là cái tem ánh bạc, nó là tem chống hàng giả. Nếu các bạn mua lon sữa của Nutrien Grow IQ mà nó không có cái tem này thì nó là hàng kém chất lượng, hàng giả nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp bên trong ra cho các bạn xem bên trong. Thì đối bên trong dòng sản phẩm này nó là dạng lon nắp bật như thế này. Đấy, khi mà các bạn đi mua sữa cho con thì các bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về cái hình dạng của nó để làm sao mua đúng cái sản phẩm chuẩn cho con của mình. Thì đấy là về hình dạng và về hình dạng của dòng sản phẩm này cũng như là cách phân biệt được cái sản phẩm chuẩn chất lượng. Thì đối với sản phẩm này các bạn sẽ thấy ngay đối với cái hình vào thì các bạn sẽ thấy là các bé đang chơi bóng rổ như thế này, nó đã thể hiện cho cái việc là phát triển chiều cao của bé. Tỷ lệ canxi trong dòng sản phẩm này là 700mg trong 100g bột. Đây là cái tỷ lệ canxi khá cao. Tiếp theo nữa thì đối với cái dòng sản phẩm này, nó bổ sung thêm hàm lượng canxi cao như vậy, nhưng nó lại bổ sung thêm những chất xúc tác như MK7 này, canxi và vitamin D. Đây là những cái chất MK7 và vitamin D, nó sẽ hỗ trợ trong việc hấp thụ canxi một cách tốt nhất để giúp cho bé phát triển chiều cao cũng như là phát triển xương khớp. Và cái dòng sản phẩm này thì được nghiên cứu và được khuyến nghị của của Viện Dinh dưỡng, nên nó sẽ phù hợp với trẻ em Việt Nam và nó giúp cho bé phát triển một cách tốt nhất, nên mẹ yên tâm khi sử dụng cho con của mình nhé. Ngoài cái việc mà bổ sung cái hàm lượng canxi cao như vậy thì dòng sản phẩm này nó bổ sung thêm DHA cholinergic để phát triển trí não, nó bổ sung thêm năng lượng whey protein để phát triển về cân nặng, và
nó cũng giúp cho bé cải thiện tiêu hóa, có chất xơ, FOS, lysine và chất kẽm để giúp cho bé tiêu hóa tốt, khỏe mạnh. Cũng có những vitamin và nó có hệ dưỡng chất nhiều vitamin A, C, D để giúp cho con có hệ miễn dịch khá tốt nữa. Đây là về cái dòng sản phẩm Nutrien Grow IQ. Rồi tiếp theo mình sẽ tới đến cái dòng sản phẩm sữa, giới thiệu sản phẩm sữa thứ 5. Và sản phẩm sữa thứ 5 này thì nó gọi là đạt top thế giới về cái việc mà phát triển chiều cao của con rồi. Đây là dòng sản phẩm sữa 2 kit nội địa, nhập khẩu nội địa từ Hàn Quốc về Việt Nam. Mình sẽ nói qua một chút về cái sản phẩm này. Thì cái dòng sản phẩm sữa 2 kit này được sản xuất trực tiếp tại tập đoàn Aidong ở bên Hàn Quốc. Tập đoàn đầu tiên trên đất nước Hàn Quốc được chính phủ Hàn Quốc đầu tư và phát triển. Và đối với cái dòng sản phẩm này được nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm sản phẩm tại thị trường Việt Nam bởi công ty Phương Linh. Thì các bạn mua sản phẩm sữa 2 kit đầu tiên các bạn sẽ thấy là sẽ có một cái tem chống hàng giả như thế này, chuẩn hàng nội địa như thế này. Nếu các bạn mua sản phẩm mà không có tem này thì rất nguy hiểm là các bạn mua phải những cái hàng giả, hàng kém chất lượng nhá. Bởi vì là 2 kit đã có một thời điểm bắt được hàng loạt những cái sản phẩm giả kém chất lượng. Vì vậy nên cái sản phẩm này giá không hề rẻ, nhưng mà các bạn mua phải chọn những cái shop lớn uy tín để nó đảm bảo chất lượng cho con của mình. Tiếp theo nữa thì cái hình dạng các bạn sẽ thấy là có hình hai đứa bé về thể hiện đứng cạnh cái thước chiều cao như này là nó đã thể hiện được cái việc sản phẩm nó hỗ trợ về chiều cao của con. Ngày sản xuất, hạn sử dụng thì sẽ được in ở dưới Đài Loan. Và tiếp theo nữa thì bên trên các bạn sẽ thấy là có chữ 2 kit Aidong như thế này. Trong sản phẩm sữa thì đối với sản phẩm này được nhập khẩu nguyên lon bên Hàn Quốc nên xung quanh hộp nó hoàn toàn là tiếng Hàn và được dịch về cách pha chế cũng như là cách hướng dẫn sử dụng bằng một cái tờ giấy tiếng Việt bởi công ty Phương Linh dịch ra để các mẹ dễ dàng biết cách pha chế cũng như là sử dụng cho con của mình. Đấy là về cái hình dạng của dòng sản phẩm này. Đến cái ưu điểm của dòng sản phẩm sữa 2 kit này thì được biết đến là cái tỷ lệ canxi khá cao. Cái tỷ lệ canxi khá cao này sẽ giúp cho con phát triển về chiều cao, phát triển về xương khớp một cách tốt nhất. Ngoài ra thì nó còn bổ sung thêm những cái chất xúc tác để hấp thụ canxi một cách tốt nhất. Các chất xúc tác ở đây gồm vitamin D, kẽm, magie, đặc biệt là vitamin K2 hay còn gọi là MK7. Đây là những cái chất giúp cho bé hấp thụ canxi một cách tốt nhất. Thì mà khi chúng ta mở cái lon sữa 2 kit ra, các bạn sẽ thấy là cái màu sữa bên trong màu trắng, lại thấy những cái hạt màu xanh li ti và hạt nhiều màu sắc. Đây là những hạt được gọi là vitamin tổng hợp và được gọi là bí quyết số 1 của dòng sản phẩm sữa 2 kit này. Nó chỉ có dòng sản phẩm sữa này trên thế giới mới có cái bí quyết này. Tức là các vitamin tổng hợp này nó sẽ tự hòa tan trong nước và tự chín trong nước. Nó góp phần trong việc là hấp thụ canxi một cách tốt nhất, hấp thụ các dinh dưỡng trong sữa một cách tốt nhất để giúp cho bé không chỉ phát triển về chiều cao mà phát triển về cân nặng. Và cái tỷ lệ chất đạm trong dòng sản phẩm này là chất đạm tự nhiên và hấp thụ để lên cân khá tốt luôn. Và cái dòng sản phẩm này thì nó cũng hỗ trợ chống táo bón, hỗ trợ giúp cho bé tiêu hóa và có hệ miễn dịch khá tốt. Ngày hôm nay thì cái mẹ bé Thủy Thảo đã review về top 5 sản phẩm sữa phát triển chiều cao được các mẹ ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam và cũng như là được phản hồi tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Và những bạn nào có con đang gặp tình trạng là thấp lùn hay những bạn nào có con đang gặp tình trạng như thế nào thì các bạn có thể comment ở dưới video về cái số cân nặng của con, về chiều cao của con cũng như là số tháng của con để cái mẹ bé Thủy Thảo có thể tư vấn cho các mẹ, hoặc các mẹ có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp vào số Zalo bên trên. Để các mẹ bé Thủy Thảo cũng có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các mẹ. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh mẹ bé Thủy Thảo trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu các bạn thấy hay hãy chia sẻ video này cũng như là bấm vào nút like, nút đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn, đưa thật nhiều video hay ý nghĩa đến cho các mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.